Nay ngày 15 tháng 2 có sàn XP gửi cho anh em. Có anh khách kia lấy lần 20kg sàn sạch gửi. Hàng kê thoải mái sạch đẹp nha anh em. Thổi ra là cái hạt nó chắc, còn cái hàng dơ lép là nó sẽ ra bên này. Này dơ lép 20kg mà nó ra một cả thau. Đây bên này em có cung cấp một số mặt hàng. Một cốc Thái.